Tâm thư gửi bạn COVID-19. Bạn thân mến, tôi biết bạn chẳng có tên tuổi gì cả. Cho đến khi bạn ra đời sau gần một tháng trời, người ta vẫn tranh cãi việc đặt bạn tên gì. Cho dù gọi bạn là COVID-19, COVID, Corona, Virus Vũ Hán, Virus China hay gì gì đi nữa thì cũng chỉ là giả danh, tạm đặt cái tên để dễ xưng hô với nhau. Có người nói bạn sinh ra từ tô cháo trắng, từ nồi lẩu dơi. Người thì bảo quê hương của bạn là chợ hải sản. Một thuyết khác thì nói bạn được khai sinh từ phòng thí nghiệm. Dù bạn ra đời ở đâu thì chắc chắn rằng bố mẹ bạn là tâm thức con người. Bạn xuất hiện khiến nhân loại chao đảo. Người ta bảo là thiên tai. Nhưng do nhân tâm mà bạn có mặt nên tôi nói đây là nhân tai. Nếu nói bạn nhỏ thì đúng là bạn chỉ bằng 1/900 của đầu sợi tóc. Nhưng nếu nói bạn lớn thì cũng đúng. Bạn có thể lớn bằng một chiếc xe, chiếc máy bay, bằng một bệnh viện, một thành phố, thậm chí bằng một quốc gia hay hơn nữa là bằng cả địa cầu. Tôi gọi bạn là con cũng được, mà gọi bạn là ngài cũng không sai. Bạn ở trong con dơi, con rắn, con người nên bạn là con. Nhưng nếu bạn ở trong một người khoác chiếc áo thủ tướng, nghệ sĩ hay hoàng gia thì bạn nghiễm nhiên được gọi là ngài. Nghĩa là từ thành phần thấp hèn cho đến quyền quý, cao sang, từ những phương tiện giao thông công cộng cho đến chuyên cơ của nguyên thủ, từ nhà trọ cho đến dương cung, đâu đâu bạn cũng có mặt. Bạn có mặt để làm gì? Chỉ trong khoảng 3 tháng nay, bạn đã định đoạt hơn 43.000 sinh mạng con người đi vào cõi chết và gần 900.000 người đang trong cơn mê. Con số sẽ chưa dừng lại. Trước giờ con người cho rằng trái đất này là của chúng mình. Vậy nên người ta muốn đi đâu thì đi, muốn làm gì trái đất thì làm. Nhưng bạn xuất hiện, con người chỉ còn 4 lựa chọn. Ở nhà, ở khu cách ly, ở bệnh viện hoặc ở trong chiếc quan tài. Con người luôn nhân danh là kẻ đứng đầu lẽ sống, kẻ thống trị thế giới, nên điều khiển tất tần tật mọi chuyện trên trời dưới đất. Giờ thì kẻ thống trị thế giới, điều khiển tất tần tật mọi chuyện dưới đất trên trời là bạn. Chỉ nghe đến bạn, con người chạy như chạy giặc, trốn như trốn động đất sóng thần. Bạn có thể bắt con người ngồi vào một chỗ và bạn cũng có thể giải tán đám đông. Người ta quán bạn vì đã làm thế giới hoang mang. Có những đô thị phồn qua giờ như vùng đất chết. Bạn đẩy những mạng người vào hố chôn tập thể, thậm chí người thân không dám đi đưa tang. Bạn khiến kinh tế thế giới suy thoái, giao thương ngưng trệ, chứng khoán lao dốc, sân bay, tàu biển đóng cửa, cơ mang nào là công ty, xí nghiệp phá sản, các khu công nghiệp, dịch vụ, du lịch điêu đứng, hàng triệu người thất nghiệp, trẻ em không được đến trường. Bạn tàn ác lắm. Nhưng nhờ thực tế hạnh lắng nghe của Bồ Tát Quán Thế Âm với sự chú tâm và thành khẩn, ngồi nghe với tâm không thành kiến, không phán xét, không phản ứng, ngồi nghe để hiểu, hiểu những điều đang nghe và cả những điều không nói. Nhờ biết lắng nghe như vậy nên tôi đã thấy được bạn, biết bạn là ai, bạn thuộc dòng họ nào, bạn có mặt nơi đây để làm gì. Nhiều chục năm nay, anh, chị, em, bà con dòng họ của bạn, những tuýp người nóng nảy như động đất, sóng thần, cháy rừng, ngập mặn, khô hạn và cả những tuýp người âm ỉ bực tức như SARS, HIV, dịch tả, dịch hạch, dịch cúm, đậu mùa, sởi, lao, phong, nhiều lần xuất hiện để thức tỉnh nhân loại. Tôi biết những cơn động đất, sóng thần, cháy rừng, ngập mặn hay khô hạn kia là sự quằn quại đau thương của đất mẹ. Những biến đổi khí hậu, hâm nóng toàn cầu là sự rên xiết của thiên nhiên. Những SARS, HIV, dịch tả, dịch hạch, dịch cúm, đậu mùa, sởi, lao, phong là sự mất cân bằng sinh thái, tác động trực tiếp lên con người, khiến con người mệt mỏi, nóng sốt với nhiều trạng thái đau đớn, thậm chí dẫn đến tử vong. Vậy mà con người nào có chịu để tâm? Trái đất là căn nhà duy nhất để con người sinh sống, môi trường không gian là bầu dưỡng khí duy nhất để con người thở. Nhưng con người cho rằng trái đất không biết đau nên tha hồ dùi dập. Tài nguyên thiên nhiên không bao giờ cạn kiệt nên tha hồ khai phá bức bách. Đạt được sự bứt phá nào đó, con người kiêu hãnh với trí tuệ, với thành công của mình.
Một người mà kiêu hãnh vì đã đốn được cột nhà mình, khoét được mái nhà đang che chở cho mình, thì thử hỏi tương lai người đó sẽ đi về đâu? Khoan nói đến đất mẹ hay thiên nhiên, con người đã đang thiếu tử tế với chính mình. Mấy tháng nay, trong vô hình, bạn đã lặng lẽ điều chỉnh con người dần về với trật tự của vũ trụ, với thiên nhiên, dần trở về với những gì cần thiết nhất cho lẽ sống tự nhiên của muôn loài, trong đó có con người. Con người dần ý thức được hai chữ dừng lại. Dừng vận chuyển máy bay, tàu biển, xe lửa, xe hơi, hàng hóa. Dừng sản xuất, thương mại, kinh doanh, du lịch. Dừng tụ tập, hội họp với mọi hình thức. Nó gián tiếp nhắc nhở con người phải dừng khai thác tài nguyên, tàn phá thiên nhiên, chạy đua vũ trang, sản xuất vũ khí, sát hại sinh mạng, phát triển kinh tế, lối sống ích kỷ, đua đòi vật chất, tham lam hưởng thụ. Tất cả mọi cái gọi là thành công của con người đều phải dừng lại, vì ít nhiều nó có bóng dáng của tàn ác đối với thiên nhiên. Bạn COVID-19 thân mến, kể từ khi bạn xuất hiện, hai chữ dừng lại đã được con người gọi tên. Một số khẩu hiệu như rửa tay sát khuẩn, đeo khẩu trang, khi tiếp xúc phải cách xa 2 mét, nó gần như là những câu thần chú cho con người thực tập mỗi giờ. Vậy thì, con người cần phải dừng lại những gì? Con người đã và đang nằm trên núi vật chất và sống với thói quen hưởng thụ. Hai chữ dừng lại với con người nghe sao lạ quá, thật khó chấp nhận. Phát triển kinh tế thực chất là dồn dập sản xuất, kinh doanh, dùng mọi biện pháp quyến rũ, kích thích người dùng. Thành quả mà con người tạo ra và thụ hưởng suy cho cùng là xác chết của thiên nhiên. Nếu con người là con của mẹ thiên nhiên thì muôn loài, muôn vật cũng là con của mẹ thiên nhiên. Những con người chỉ muốn quyền ưu tiên thuộc về mình. Con người tự cho mình cái quyền được đào, được bới, được khoan, được moi tận sâu thẳm trong trái tim của mẹ, lòng sông, lòng biển, lòng núi, lòng đất. Chưa hết, con cá dưới nước, con chim trên trời, con thú trong rừng, cho đến rễ cây ngọn cỏ đều là vật dưỡng nhân. Con người lấy tinh hoa của thiên nhiên nhiều quá, nhưng trả lại thiên nhiên chi toàn chất độc. Hiện nay, những cụm từ nguy hiểm chết người như ô nhiễm môi trường, ô nhiễm không khí, ô nhiễm đất, ô nhiễm nước, ô nhiễm tiếng ồn, nghe đã quá quen tai. Ngay như đồ ăn, thức uống cũng đầy dẫy độc tố. Tất cả mọi thứ ô nhiễm này đều xuất phát từ ô nhiễm tâm. Con người được mẹ thiên nhiên chở che, đùm bọc bằng tình thương yêu lớn quá. Có phải vì đứa con được chiều thường thiếu ngoan hiền? Trớ trêu thay, khi quả đắng đến thì con người không còn nhớ nhân tạo mà chỉ biết thốt lên thiên tai. COVID-19 à, con người đã dần nhận ra một phần rằng tài sản lớn nhất là sức khỏe, là sinh mạng, chứ không phải vật chất phù phiếm xa qua. Hạnh phúc đích thực là tình người, chứ không phải quyền quy, thế lực. Biết là vậy, nhưng để thay đổi thói quen, nghiệp thì không biết đến bao giờ. Tôi tin con người sẽ thay đổi, và bạn chắc chắn cũng sẽ thay đổi. Nghĩa là, thay vì bắt bạn hãy biến đi, thì giải pháp phù hợp nhất là con người nên thay đổi chính mình. Kể từ sau biến cố Vũ Hán, con người bắt đầu dừng lại. Dù chỉ một thời gian ngắn thôi mà sức sống kỳ diệu của thiên nhiên như được hồi sinh. Bầu khí quyển đã dần tan màu chết. Dòng sông nào đen thẫm, hôi thối này đã bắt đầu trong và các loài thủy tộc đã biết đùa vui. Các đô thị lớn trên thế giới ngày nào hình chụp từ vệ tinh một màu xám xịt thì nay màu sự sống đã dần sáng ra. Nhờ dừng lại, không ra khỏi nhà mà những đứa trẻ bắt đầu tìm được tình thương trong vòng tay của mẹ. Những phụ nữ tìm được hạnh phúc bên chồng. Con người quen sống với văn minh vật chất bên ngoài nên năng lượng tâm linh bên trong cạn kiệt, hao mòn. Do đó mọi bất an, sợ hãi, hoang mang, bấn loạn khởi lên. Nhờ dừng lại mà con người có cơ hội được ngơi nghỉ cả thân và tâm, để nhìn lại những tranh giành vô nghĩa với những thành bại được mất, sướng khổ có không, để rồi tự chọn cho mình cái gì mới là hạnh phúc bền lâu, tài sản nào mới là giá trị đích thực. Năm xưa, Đức Thế Tôn đang trên đường đi khất thực,
tên cướp Angulimala đã rượt đuổi với hy vọng lấy được mạng của ngài. Trượt mãi mà không được, tên cướp ra lệnh: Sa môn Cồ Đàm hãy dừng lại. Đức Phật khoan thai đáp: Ta đã dừng rồi, này Angulimala, và ngươi hãy dừng lại. Tên cướp hét lên: Ông vẫn đang đi mà sao lại nói dừng rồi? Đức Phật giải thích: Trên con đường độc ác, với trượng, với kiếm và cung, ta dừng lại từ rất lâu, ngươi cũng hãy dừng lại đi. Nghe xong, tên cướp đã gục xuống rơi gươm. Ánh sáng trí tuệ của Thế Tôn đã bẻ gãy thanh gươm tàn độc và cái ác đã phải dừng lại, cúi đầu. Phải chăng con người ai cũng có cái chất Angulimala trước thiên nhiên vạn hữu? Rửa tay sát khuẩn. Nhắc nhở rửa tay cứ ngỡ như chỉ dành cho những đứa bé lên ba. Ấy vậy mà nó đã trở thành hiệu lệnh không chỉ ở cấp quốc gia mà còn mang tính toàn cầu. Tại sao phải rửa tay? Vì tay bẩn, vì sợ dính COVID-19. Con người kinh tởm bạn đến thế sao? Vì cảnh giác cao, nói đến bạn là người ta dội đi sát khuẩn, tức là phải sát bạn. Giá như con người cảnh giác từ thuở cháo rắn, lẩu dơi, hải sản hay ngồi vào phòng thí nghiệm thì câu chuyện đã khác. Nhưng tuyệt đại đa số con người sẽ la toáng lên: Tôi không ăn cháo rắn, lẩu dơi, hải sản, không ngồi phòng thí nghiệm, sao bà COVID hãm hại đời tôi thế này? Bạn hãy trả lời cho con người đi COVID-19: Bàn tay không chạm tô cháo trắng, lẩu dơi, hải sản, nhưng liệu có chạm tê tê, cầy hương, trâu, bò, heo, chó, gà? Có bồi bổ tấm thân người bằng cao hổ, cao khỉ, cao ngựa, ngà voi, sừng tê giác, vi cá? Có sử dụng túi xách mang giày bằng da trâu, da cá sấu, da trăng? Có mặt ấm, mặt đẹp bằng lông cừu, lông dịch, lông ngỗng? Không ngồi phòng thí nghiệm, nhưng liệu có ngồi phòng máy lạnh, xe hơi, máy bay hay các công xưởng là những vật chủ xả dòng họ COVID ra môi trường mỗi ngày? Vậy thì bàn tay nào sạch sẽ trước thiên nhiên? Ai không là tội đồ của đất mẹ? Có phải con người tạo ra ô nhiễm nhưng luôn tự hào với bàn tay sạch? Gặp nhau, con người luôn bắt tay, biểu thị hành động đoàn kết và chào nhau với mỹ từ thân ái. Nhưng trong bàn tay ấy, COVID có hay không? Lời nói kia có phun ra có COVID hay không thì chỉ có bạn biết thôi. Có một phụ nữ bị cáo buộc là kẻ tội lỗi. Rất đông người đã đến xử tội người phụ nữ này bằng cách ném đá. Đức Giê-xu đã lên tiếng: Ai trong các ông với bàn tay sạch thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi. Chiếc khẩu trang. Tôi hình dung chiếc khẩu trang được sử dụng để bịt mũi, miệng nhằm bảo vệ người đeo khỏi bị hít thở khói, bụi, mùi hôi. Những người nấu ăn thì mang khẩu trang để tránh nói chuyện khiến nước bọt, nước miếng đi vào thức ăn. Những người làm trong môi trường y tế quá chất thì mới mang khẩu trang phòng ngừa các loại vi khuẩn, dịch bệnh. Đành rằng, chiếc khẩu trang giúp ngăn ngừa, bảo vệ mũi khi hít thở, nhưng tên của nó là khẩu trang cơ mà. Mục đích của nó là trang bị cho cái miệng. Cái miệng ăn uống, nói năng, khạc nhổ, phun giải nhiều quá, mà toàn là những chất phải đưa người khác đi cách ly, đi bệnh viện. Có phải chiếc khẩu trang nhắc con người hãy tiết độ trong ăn uống, cẩn thận khi phát ngôn, hay quý giá hơn là sống nếp sống im lặng? Con người qua qua từ chiếc nôi rồi quang quang lúc trưởng thành, cho đến nấc nấc lúc sắp vô quan tài. Con người nói cả đời, chưa hề biết im lặng. Tiếp xúc phải cách xa 2 mét. Bạn COVID-19 hỡi, nghịch lý quá phải không? Ai đợi trong tình người, tiếp xúc cách xa ta là thương ta, kẻ gần ta dưới 2 mét là kẻ xấu của ta. Bạn bẩn, độc hay con người bẩn độc mà để đối xử nhau đến mức như thế? Thì bạn độc, bạn bẩn, bạn cố tình chui vào miệng, vào mũi con người. Nhưng đó là trường hợp đầu tiên bạn núp trong bát phở trắng, nồi lẩu dơi. Sau đó thì con người cứ phun vào nhau để bạn có mặt toàn cầu. Cái môi trường kia tốt thế nào mà bạn sinh sôi nảy nở giỏi đến vậy? Giờ thì cái bắt tay đã trở thành nỗi sợ hãi. Mở miệng nói phải bịt khẩu trang, gặp nhau phải đứng cách xa 2 mét thì đây là thời văn minh gì? Đâu là biểu tượng niềm tin với con người lúc này? Sự hiện hữu của COVID-19
con người gọi đây là biến cố, là tê liệt kinh tế, là đại dịch toàn cầu, là khủng hoảng nhân loại hay gì gì đi nữa, thì thông điệp bạn gửi đến nhân loại có phải là: một, hãy quay về. Hãy quay về an trú với chính căn nhà của mình. Hãy đốt lên bếp lò làm ấm hạnh phúc gia đình. Đừng la cà ăn chơi, sa vào những thú vui nơi thanh lâu tử điếm. Đừng tụ tập nơi chốn đông người, dễ kết duyên với Covid-19 lắm. Hãy thay đổi thói quen đông mới vui. Đằng sau cái đông vui ấy là đuôi dông. Đuôi là mù, dông là mất. An thân chưa đủ, phải an tâm nữa. Hãy quay về căn nhà tự tánh, soi chiếu, dọn dẹp ổ dịch bên trong. Hãy sát khuẩn tự tâm cho thanh tịnh. 2. Hãy rửa tay, sống với bàn tay sạch, hành động đẹp, biết làm thiện, sống biết ơn, biết kính trọng thiên nhiên, con người và vạn loại chúng sinh. 3. Chiếc khẩu trang, hãy tiết độ trong ăn uống, cẩn thận khi nói năng. Nếu có thể, hãy thực tập nếp sống của Bậc Thánh, sống tĩnh lặng. 4. Sống biết dừng, dừng di chuyển với tấm thân này, với mọi phương tiện giao thông chưa đủ. Phải dừng trí tuệ tàn phá thiên nhiên, dừng phát minh khoa học quỷ diệt, dừng thành tựu kinh tế hưởng thụ. 5. Ai cũng có sứ mạng. Covid-19, bạn thật nhỏ, nhỏ lắm, mắt thường không thấy được, nhưng bạn biến quá khôn lường. Trong cái vô hình, bạn đã điều khiển tất thảy hữu hình. Tiếc thay, do bị sinh ra từ tâm thức tam độc, tham sân si, nên bạn trở thành đứa nghịch tử. Nếu được sinh ra từ bốn tâm vô lượng, từ bi hỷ xả, bạn chắc chắn sẽ được tôn vinh là thiên tử, thánh nhân. Dù thế nào thì ai xuất hiện trên đời cũng đều có sứ mạng nhất định. Bạn đến đây để nhận tiếng đời trách quán, nhưng cũng không ít người lên tiếng minh quang. 6. Sống chung an lạc. Trái đất này là của chúng mình. Phải được hiểu rằng trái đất này là của trời, người, cầm thú, chim muông, sông, biển, núi, rừng, cỏ, cây, hoa lá, chất rắn, chất lỏng, chất nóng, chất khí. Tất thảy các loài hữu tình, vô tình, hữu hình, vô hình, các loài được sinh bằng bào thai, bằng trứng, bằng sự biến hóa và sinh nơi ẩm thấp. Con người chỉ là một trong vô số sự sống. Trong thiên nhiên, không có chức vụ kẻ thống trị thế giới, mà chỉ có hòa đồng, sống chung, an lạc. 7. Thiên nhiên tự hài hòa. Bạn không xuất hiện, nhưng bạn khiến thế giới biểu hiện. Bạn vô hình, nhưng bạn tác động lên thế giới hữu hình một cách mãnh liệt trên cả hai bình diện sinh và diệt. Trong nỗi lo bệnh và chết của con người thì có mầm hồi sinh của thiên nhiên vạn hữu. Đây là sự cân bằng hài hòa ngoạn mục, tái cấu trúc sự sống muôn loài. 8. Cuộc mong manh. Kiếp người mong manh như chính sự sống của Covid-19. Bơi trong không khí, bạn sống được 3 tiếng. Bám trên kim loại đồng 4 tiếng, bìa cạc tông 24 tiếng, nhựa và thép không rỉ 3 ngày. Trên bề mặt vật dụng gia đình tới 9 ngày. Con người bám trên trái đất này được tính bằng chục năm, trăm năm. Nhưng một khi Covid gọi tên thì mạng sống không hơn Covid cho lắm. 9. Một trong tất cả. Hơi thở của một người bên Dương Tử Giang lại có thể tác động đến hơn 7 tỷ người trên thế giới. Như vậy, để thấy một niệm khởi lên đều tương tác đến cả nhân loại. Thế nên, hãy luôn khởi niệm thiện lành cho thế giới này tươi đẹp. Chào thân mến!